Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một vai kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhpho.com. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của thằng fan công chúa anh em nha. Thì ngày nay mình đổi gió một chút xíu anh em ạ. Mình nhảy xuống khu vực thung lũng. Đấy là có hai chấm đỏ nhảy bên khu trên kìa anh em. Mà ok, tự nhiên mình vừa nghe có tiếng xe đâu nhỉ? Hai cái xe đây nó vẫn còn nguyên mà. Uầy, hay là do lắc kẹp. Trời ơi. Nay chẳng lẽ thằng fan lại thể hiện trình độ phải gọi là sóc cun one shot cho anh em xem nhỉ? Ôi ôi. Nay chắc có lẽ mình sẽ lại cập sóc cụ thể trình độ. Ấy nhỉ? Từ có một chấm đỏ đi. Đứng bên chế độ. Đứng bên chế độ làm gì đấy? Thấy ngáo ngơ lên chế độ làm gì ta? Mà tính ra là mình đang đi rank mà nhỉ? Hay là do kiểu mình thể hiện trình độ solo squad thế? À đâu nhỉ? Solo duo rất xuất rank bạch bạch kiếm nó bị vậy ta? Bật kia lên. Ồ xịt. Bật kia là của mình bị lỗi đó chứ kìa mời. Té vào trong đây cái nhậu. Vừa có thằng nào vừa bốc đầu xe máy ngang qua mặt mình mà mình không nghe từ xe kìa game. Trời đậu hình như là tiếng từ xe bị lỗi phải không ạ? Uầy. Pha vừa rồi mình nhảy từ bên trên lầu xuống tí thì bị nó bắn vô đầu em ạ. Thử nhá bây giờ. Hình như là có hẳn hai đứa nó ở bên trên bờ rồi đang me mình lận mời. Thế mình tính hồi cho đô mà thôi mà đẩy lên chơi không máu. Nó bắn mình kìa. Hồi máu nhảy đó. Shit. Bị lộ chân em ạ. Sao có một thiên nhiên đẩy xuống ngắm ngơ này. Thế thì khả năng là có mỗi thằng bạn nó ở bên trên là bị biết chơi em ơi. Làm sao nào như nào nào. Ôi trời ơi rồi. Còn thằng bạn nó còn thiên nhiên bạn nó ngắm ngơ chạy xuống bên dưới này anh em. Ở đâu mất tiêu rồi. Ôi thanh niên chạy chắc là thanh niên vừa rồi chạy xe đấy mà. Kìa có một đứa khác. Mẹ nó quả lát của mình rồi. Shit. Bật kêu lên. Mẹ qua quả lát bóp sái và chửi mời. Ôi thằng này hình như là nó kết kêu của mình rồi em ơi. Đâu rồi bắn mình góc này mà. Kìa. Hình như nó đẩy ra sau kiếm mình phải. Nó chuẩn bị nhảy qua đây. Mày dám kết kêu của thật về chọc. Trời ơi sao con mắt mù mắt đi. Ôi anh em không thấy gì hết nhá. Viền này mà hụt cái gì thôi này. Hình như là do mạng mình bị lag à. Từ đây thì ngáo ngơ vừa rồi. Úi giời ơi. Kìa. Tưởng nó cùng tem bé cùng long. Không phải mà. Nãy thằng bạn nó cùng tem là mình bắn gục đầu tiên mà bị bé cùng long này kết mất tiêu này. Trời ơi. Thử nhá xem có bạn của bé cùng long. Ở trong. Ôi vừa bảo xong thằng bạn nó chạy đến mà. Từ lùi. Ngồi góc này sợ nó ke tâm vào cái chân nó bắn quá. Kiểu như thế đẩy láo này. Mình vừa hồi khiên anh em. Từ á đục thanh quang đạn. Đẩy lên chơi. Trời khổ máu này. Anh làm gì mình? Anh kia. Ui xổ ôi. Mê di chuyển nó cũng bị lôi anh em ạ. Tí thì ăn quả lựu đạn vỡ mồm luôn đấy. Ôi ôi tí thì ngáp ạ. Vãi thật. Đây con đã bo này anh em. Từ để mình ăn xem cái. Quên. Bo xuất hiện rồi. Để mình xem nào. Nếu mà cái bo này nó vào giữa khu vực xoay trại là hợp lý luôn. Đẹp anh em nhá. Ngày nay mình sẽ chỉ cho anh em một chỗ ở khu vực biển quảng cáo ở khu vực gì ta? Khu vực doanh trại mạng mà kiểu mình nghĩ là chắc là có ít hay là nhiều bạn biết về cái kiểu biển quảng cáo ở khu vực doanh trại đấy. Là chúng ta sẽ dùng máy bắn lên cái biển quảng cáo mà. Mình nghĩ là khả năng là cũng nhiều anh em biết rồi. Nên là thôi, nay mình sẽ chỉ cho dành cho những bạn nào mà chưa biết anh em nhá. Tranh thủ mua keo cho anh bạn. Sợ ơi, tranh thủ mua được thêm 3 quả keo nữa liền anh em. Và bây giờ mình sẽ phải chạy bộ sang tận khu vực ở đây. Bên đây có xe máy. Từ để mình chạy lên trên mình lấy cái xe máy nãy thì nên ngáo ngơ vừa rồi chạy đi anh em. Mình sẽ phải chạy qua bên khu vực gọi là trường tập bắn. Không phải khu vực đài quan sát em ạ. Để mình dùng máy bắn mình bắn lên biển quảng cáo bên doanh trại. Và xác này nãy là mình chưa lút đồ. Có 2 tiền luôn anh em. Được thêm bỏ keo này đẹp đấy. Đây có xì quẻ này. Chạy thủ xuống bên dưới kia thôi. Xác này xem gì không? Không có gì hết. Lấy xe xuống cái máy bán hàng kia coi xem còn được mua được thêm lượt keo nữa mọi người. Nếu là mình mua là còn được 2 lượt á. Xanh ngát xanh gió tung tay xanh ngát xanh chạy con xe không có tiếng game. Ok có một tên nó chạy vào boy mời. Súng mắt. Xử chị gái ở trước này mời. Rồi còn một thiên nhiên ở sau nữa. Giúp tao mở bốn thực sự. Oai trời ơi. Một pha vút tâm ẳng cấp đến từ vị trí của fan công chúa mà. Uầy, mình chưa thấy ai kiểu vút tâm kiểu đẳng cấp như mình. Vút tâm toàn đá vàng em ơi. Thôi bây giờ mình sẽ tranh thủ mình lên đây mình bắn nhanh mà. Các đảm bảo là boss còn có 13 người à.
mình cũng phải tranh thủ kiểu bắn lên biển quảng cáo để sớm sớm một tí. Bây giờ là mình phải bắn để ke lấy góc nữa anh em. Mình không nhớ là ở vị trí nào ấy, nên mình sẽ bắn test coi. Mình xem mình có vẻ là có vẻ là hơi thấp anh em ạ. Bây giờ là mình cần phải bắn lệch sang bên tay trái một chút xíu với lại cao lên một chút xíu nhở. Trái này, cao lên một xíu này. Đấy, phát này là chuẩn luôn này anh em. Ấy kìa. Mình vừa bị giật một phát, từ chỉnh lại nha. Sang bên trái. Rồi, bay lên phát này là chuẩn luôn em ơi. Tới. Ui tới đẹp luôn em ơi. Ui. Ôi ơi. Phát này cao quá rồi. Phát này thấp xuống một miếng này, không tới nữa thì thôi anh em. Đấy, sổ tới ngay. Ơ kìa. Ôi mình lại chỉnh thấp quá anh em ơi, phải nhích lên một chút xíu là ok này. Vẫn giữ nguyên góc đấy, mình nhích lên một chút xíu là ngon này em ơi. Ôi ôi, sao nay mình lại còn nhặt ít máu như người ta. Phát này chỉnh cao lên một xíu mà hụt nữa thì thôi em ơi. Đấy, sổ vừa khít. Mình nghĩ là mình phải cần lệch sang bên tay trái một miếng nữa thì may ra lên được cái mạng. Này mà hụt nữa thì thôi anh em. Ôi sao nó lại bị cao. Nãy giờ là 4-5 lần ở đâu, 6-7 lần rồi em nha mà vẫn chưa lên được cái biển quảng cáo ạ. Cay thế nhở. Phát này mà hụt nữa thì thôi anh em. Ôi nó lại rớt ngay mép luôn em ạ. Ôi mày quá không sao em ơi. Sao phải gọi là 9 lần bay đi bay lại thì chúng ta đã lên được cái biển quảng cáo này rồi. Mà bo ba nó cũng thu xong rồi anh em ơi. Trời ơi, đu xong này là muốn hết cả thanh xuân luôn á. Nhưng mà không sao ạ. Bo này bây giờ còn tầm khoảng 6 người nữa. Ấy, đang quét qua đây không có ai ta. Trời ơi, giá như mà cái bo này độ đây thì phải gọi là đúng đẹp luôn em ạ. Ôi ơi, đủ từ có chuối mời. Nó chạy qua hai tầng sắt mình này. Để mình gây tiếng súng này. Để mình sẽ tưởng là nó đang combat với ai đó góc bên này. Và nó sẽ đẩy thẳng qua em ơi. Và việc chúng ta chỉ việc tiểu đấu thôi là hợp lý này. Ôi mà bây giờ cái bo 3 đang thu rồi này. Mình không biết tình hình là cái bo 4 nó có đập về vị trí của thằng phèn công chúa hay không đây. Mình hình như là bạn nó luôn. Hình như là thanh niên áo trắng nó thấy mình trên đây rồi ơi. Nó chạy vào nhà hai tầng kìa. Phải nằm sát mép bên đây này để cho đỡ thấy này. Đâu phải hai đứa này khác team á. Có bắt căng cực trên nhà hai tầng rồi ơi. Nhưng mà góc này mình không bắn được, giá như có bắn giữa đồng thì ngon á. Trời ơi, tiếc chưa kìa. Có một tem nghe thấy tiếng bắn nhau bắt đầu. Đẩy xuống góc vui em ơi. Bắn chọc. Không chỉ phát nào luôn. Từ, con bạn nó chạy giữa đồng này. Đủ chạy lên tròi à. Chạy lên tròi. Úi dồi, nãy mình nhặt rô ra bắn là hợp lý rồi. Ok. Đủ, không chịu bơ bóng. Anh lại chạy qua góc này là hỏng rồi. Ôi ôi. Hợp lý luôn anh em nhá. Bây giờ còn hai đứa bên trên nhà này anh em. Thằng bên trên tròi. Thằng bên trên tròi bắn một đứa tem lẻ bên nhà lầu rồi. Đủ tấm đỏ này. Bắn cho cái này vỡ mồm luôn. Úi dồi. Ôi, hợp lý nhá. Tranh thủ cơ hội nhảy xuống. Bó không thu vào em ơi. Còn bây giờ một thanh niên cuối ở bên trên nhà hai tầng kia thôi là hết này. Hồi máu cái nhẹ đã. Như là thanh niên này vẫn thủ bên trên lầu mà. Để mình phải tranh thủ mình xuống lấy góc bên dưới meme nó nhảy xuống bên dưới là hợp lý này. Ok. Ngồi dậy lút đồ hả mày. Tướng nhá. Mình có lục đạm nhờ. Đây có một quả. Cài một của mình hack não sư sư mà. Cài của mình góc này. Nó thấy mình cài của mình rồi. Quăng lục đạn hai lần rồi. Như thanh niên tính nó chạy vào nhà đúng không ta? Chưa. Mình chưa. Đấy. Bây giờ mới chạy vào nhà này. Như là tính meme nó nhảy cửa sổ góc này này. Cái nhảy qua đây là hợp lý luôn. Ok. Trời ơi, nó chạy qua bên tay phải mình. Đâu tay bên tay trái em chứ. Không nghe tiếng chân đúng khó chịu lắm ạ. Ok. Nó chạy lui đi kìa anh em. Không được nha. Mình phải chơi tầm gần mà. Mình phải đẩy lên mình chơi tầm gần để nó vào, với lại nó đang tính vào bo trước này. Khô máu luôn. Mình nhiều bóng keo mà anh em. Nhử chúng ta. Ơi, bật chrono delay kìa. Ẩu xịt. Đứng hở chứ. Sao màn hình nhạy quá, điều khiển cảm ứng như xịt nữa mày. Nhử vô tâm cũng kinh mà. Mẹ ơi. Úi giời ơi. Cảm ứng điện thoại như quần què mà. Cay thật em ơi. Đấy mà pha đấy mình cũng mà may vào bật chrono còn được nhá, không là cũng gọi là toang phá pha đấy đấy. Trời ơi. Không sao ơi, nói chung là chúng ta vẫn lấy top 1. Nhưng mà trận này nếu mà cái bo mà độ lên biển quảng cáo nữa thì mới đẹp ạ. Thì thôi, chắc là video này của mình cũng xin kết thúc thôi. Video này của mình thì đừng quên để lại cho mình like, một share vào dưới và nhớ đăng ký kênh và bật chuông nhá.